Quý khách hàng đang đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương, đi làm theo trục đường Đại lộ Thăng Long thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà 34 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với Đại học Phenikaa, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2, gần khu đô thị, có thể được hưởng toàn bộ những cái tiện ích cơ sở vật chất xung quanh khu đô thị mang lại. Và với ngôi nhà này, vị trí thuộc Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà 2,5 m, cách đường ô tô đi lại 30 m. Và với cái thiết kế của ngôi nhà 4 tầng, nhà xây mới chuẩn chỉnh, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mặt tiền của ngôi nhà 3,3 m với phần cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế của ngôi nhà theo cái xu hướng hiện đại, phòng khách chuyển lên trên tầng 2, tầng 1 thiết kế phần để xe riêng, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngọc Ánh đang đứng hiện tại tầng 1 của ngôi nhà là khu vực phần để xe máy riêng của ngôi nhà, cách 30 m là ra tới đường ô tô và bãi giữ xe ngày đêm ngay gần nhà quý vị nhé. Quan trọng nhất, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh và chia sẻ tất cả những căn nhà Ngọc Ánh review quay lên gửi tới cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Là quý vị biết rằng pháp lý nó phải chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ cho quý vị vay tối đa 70-80% giá trị. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần phòng bếp hoàn thiện cho quý vị chỉnh chu. Nói chung với lại cái ngôi nhà này ấy, thì vừa mới hoàn thiện xong hết, còn thơm nguyên mùi sơn, sổ đỏ cất kết sẵn sàng giao dịch. Với phần không gian phòng bếp của ngôi nhà được hoàn thiện đầy đủ cho quý vị, tủ bếp, kính mốt bếp, mặt bếp, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ. Tủ bếp ở đây thì thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện lắp đặt xong xuôi, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi. Điện sử dụng là điện lực EVN Hà Nội, nước sử dụng là nước sạch sông Đà, hồ sơ riêng mọi người nhé. Ở đây thì có 3 căn, bán 1 và còn 2, giá bán hiện tại rất là hợp lý so với mặt bằng chung của khu vực. Thiết kế thì theo xu hướng hiện đại. Với phần tầng 1 thì phần trong bếp cũng như ở phần ngoài khu vực để xe, chủ nhà thiết kế cho chúng ta trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đây. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với tầng 1 thiết kế cho quý vị một bể ngầm gồm có nước 2/8 mọi người ạ, bể ngầm để chứa nước 2/8, và trong phòng vệ sinh này là có máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng sử dụng. Đó, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế cho quý vị đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc thì ốp đá đen cổ trắng, ngăn cách giữa phần cửa chính và phần cầu thang. Ở đây chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao với diện tích 34 m². Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Thưa quý vị, trên phía tầng 2 đặt phòng khách ở trên phía tầng 2, rất là hiện đại, tách biệt hoàn toàn với khu vực để xe và phần tầng 1, rất là sạch sẽ, thoáng. Không gian phòng khách đây mọi người có thể nhìn thực tế. Chủ nhà đây là một cái vách PVC Nano giả đá mọi người ạ. Thực tế cái chất liệu của nó là nhựa nano, và ở đây thì là kệ tivi, thiết kế là tủ gỗ cho quý vị. Kệ tivi này chất liệu là gỗ, rồi là trần thạch cao, đèn led đầy đủ, gạch lát nền từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế ở đây là gạch 60-60 granite, ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách. Chủ nhà lắp cho quý vị đây một cái tủ kệ vách ngăn. Nói chung là hợp lý so với mặt bằng. Giá bán thì bao gồm cả nhà và đất 4 tầng mọi người nhé, chứ không mọi người lại chỉ nghĩ rằng là cái giá bán đấy là chỉ giá đất không, còn đây là giá bán cả nhà và đất. Ngoài ra phần tầng 2 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh nữa. Ngôi nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên nó không phải là ngõ thông và nó cũng không phải là căn cuối cùng mọi người nhé. Còn mấy căn nữa thì mới đến căn cuối cùng. Và với cái trong phòng ngủ này thì chủ nhà thiết kế đầy đủ cửa sổ, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng cho quý vị. Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống chuẩn thạch cao, đèn led, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ làm cửa gỗ rất là chắc chắn. Và một phòng vệ sinh sử dụng ở bên ngoài cho phía tầng 2 đây. Phòng vệ sinh này tương đối là rộng, chủ nhà ốp gạch 30-60 lên trên tới 2/3 trần, đầy đủ bồn cầu, lavabo, xe tắm cho quý vị. Đó. Cái màu gạch ốp này rất là sạch sẽ đúng không ạ? Và mời quý vị theo em lên tầng 3 để khám phá xem tầng 3 thiết kế ra sao. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng khách, một phòng ngủ. Trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Nói chung là phòng ngủ với cái tầm 34 m, thiết kế thì phòng ngủ không quá rộng mọi người nhé, đủ để dùng, đủ để đáp ứng cái công năng sử dụng cho một phòng thôi. Tuy nhiên thì với cái căn nhà này vuông vắn, phòng ngủ cũng thiết kế vuông vắn để mọi người có thể nhìn thực tế, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong nhà. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản, quan trọng nhất là cái cung đường đi lại nó có phù hợp với quý vị, cái tầm tài chính của quý vị nó có phù hợp với lại cái ngôi nhà hay không. Và đây là phần phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà. Nói chung thiết kế tương đối là hợp lý, hài hòa với cái công năng. Tất cả các cửa thông phòng của ngôi nhà đều thiết kế bằng cửa gỗ. Đó. Gạch lát nền. Và phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở phần tầng 3 trước và sau đây. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị đây. Nói chung là thiết bị vệ sinh đáp ứng cho từng tầng đầy đủ, điện, nước. Nói chung theo hiện trạng là ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Vị trí thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Nếu như quý vị nào đi làm theo cung đường Tố Hữu Lê Văn Lương, hoặc quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở ngoài Đức, thì cái ngôi nhà này đi lại rất là thuận tiện. Thực ra phạm vi bán kính 10 đến 12 km, bạn đi ở trong nội thành Hà Nội thì nó rất là nhanh mọi người ạ. Chỉ qua vài cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ là đến nơi rồi. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài năng hướng hiện tại là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4, chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và trên phía tầng 4 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ và một sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Sân phơi. Đó. Sân phơi thì được lát gạch, đá cỏ riêng. Cửa sân phơi thì đây là thiết kế đặc với inox mọi người ạ. Và đây phần phòng thờ tương đối rộng. Nói chung với vị trí ngôi nhà thì ngõ nông, đường thoáng, ngõ trước nhà thoáng. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh, Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn và đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.